Bất động sản đặc biệt kính chào quý khách hàng. Hôm nay em về đây là ở ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Đã đến chạy một căn nhà hiện tại là còn mới tinh luôn chị ha. Với ngang là 6 m, chiều sâu là 21,5 m chị ha. Thổ cư là 100%, chủ quyền nhà đầy đủ chị. Lên tổng diện tích đó là 129 m² nha. Cái hướng căn nhà mình đây là hướng Tây nha anh chị. Chị nằm hợp phong thủy coi tuổi á, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị hoặc cô chú nha. Từ cái căn nhà mình á đi ra bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang, nằm vị trí quốc lộ A mới xây anh chị, là 1,5 km anh chị ha. Còn ở đây á, mình đi chợ cách tiện ích á, là khoảng là 2,5 km số mới tới chị ha. Ở đó có ủy ban, trường học, chợ đầy đủ hết anh chị. Đây là đường nhựa, đường này kia bằng đường nhựa Mỹ Hưng anh chị ha. Đó, anh chị đi thẳng ra một đoạn đó là tới quốc lộ A rồi anh chị. Từ cái đường nhựa này mình đi vô tới căn nhà mình đó là khoảng 100 m nha. Đường này xe ô tô mình vô được nha anh chị. Còn nếu chị ở xa như là thành phố Hồ Chí Minh á, nếu tính từ bến xe miền Tây anh chị ha, về tới căn nhà mình cần mua là 59 km là tới chị ha. Rồi, không để mất thời gian của anh chị hoặc cô chú nữa, em chạy từ vị trí đường nhựa này vô tới căn nhà luôn để cho anh chị hoặc cô chú mình thông quen đường xá và hàng xóm nha. Đường này cho 1,5 tấn mình lưu thông. Đường này là còn tổ 11 ấp Long Hưng nha anh chị. Rồi, em xin mời chị ha. Giờ em lấy xe máy em chạy từ từ vô để cho anh chị và cô chú mình thông quen. Rồi, em xin mời chị nha. Chị không? Hai bên đường á, nhà cửa rất là đông đúc anh chị, không có vắng nha anh chị ha. Này xe ô tô 4 chỗ mà vừa tới chỗ luôn nha. Cái đường trước căn nhà mình đây á là đường công cộng, đường thông nha anh chị. Ở đây có đèn đường nè, điện, nước, cáp, wifi đầy đủ hết nha anh chị. Rồi, mình đã tới vị trí căn nhà anh chị ha. Khoảng là 100 đến 130 m mới tới anh chị. Để em đậu xe làm chỉ ranh giới cho anh chị và cô chú mình lắm. Đây, trước tiên quay hàng xóm cho anh chị xem ha. Đây, đối diện nhà mình anh chị thấy không? Hàng xóm rất là đông nha anh chị ha. Đây là bên tay phải căn nhà mình, hàng xóm mình đây. Dân cư ở rất là đông đúc anh chị. Cái ganh từ bên tay phải màn hình anh chị. Đó, con gào anh chị ha. Qua bên tay trái mình là 6 m anh chị ha. Đây căn nhà nè, để quay không gian rộng cho anh chị xem nha. Nhà ngói Thái rất là đẹp anh chị. Giá chỉ có là 1 tỷ 480 triệu anh chị ha. Giá này là chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn nha anh chị. Qua tới ganh bên tay trái màn hình đây. Đây, cho tay anh chị nè. Đất thì chủ xây dựng là hết đất luôn. Đó, đang quay không gian rộng cho chị xem. Đó, này thích hợp cho hai chồng trẻ nào mới lập gia đình ha, về để ở. Tại nhà này mình không cần tu bổ gì hết mà có xe ô tô á, rồi 4 chỗ á, mình vô tới sân luôn, mình đậu trong sân luôn chị ha. Cái đường nhựa nãy mình chạy vô nè anh chị, chỉ có 100 đến 130 m là tới chị ha. Rồi, em xin mời anh chị ha, giờ em sẽ đi vô bên trong để cho anh chị và cô chú mình tham quan nha. Đó, cái nền sân chị không, cao hơn cái đường đan phía ngoài rất là nhiều anh chị. Đó, sau này có thể mình tu bổ cái đường công cộng, đường đan này á, thì cái sân mình không có thấp anh chị ha. Gia chủ tính cái đường đó là rất là lâu dài. Còn cái nhà anh chị không, cũng cao lên một đoạn nữa. Ở trước đây em thấy thì chủ đã ốp gạch lên tới thạch cao luôn anh chị ha. Trang trí em thấy rất là đẹp, rất là thông thoáng. Tại vì thường nhà nó khoảng 4 m hay 4,5 m anh chị. Căn nhà này là 6 m anh chị ha. Xây dựng hết luôn, rất là rộng rãi anh chị. Đây hai bên chị có thể mình để bức tranh đây. Đây bức tranh này thì chủ ốp bằng gạch luôn anh chị ha. Đây là phòng khách của mình anh chị. Và trên trái mình thì chủ thiết kế hai cửa sổ rất là rộng chị ha, rất là thông thoáng. Anh chị có về mình thiết kế cái màn anh chị ha, kéo ra có vô thôi. Ở trên trần đây nè, đó chủ thiết kế nè, đèn bi nè, đèn kiểu rất là đẹp anh chị ha, rất là sang trọng cái phòng khách của mình. Hiện tại thì căn nhà mình đó thì đã có sổ hồng riêng anh chị ha. Nếu mà anh chị mà thương lượng được cái giá hợp lý á, mình ra công chứng luôn, mình khỏi đặt cọc ha. Nhiều lúc anh chị ở xa hay là bận rộn công việc đó chị, đó mình đi tới lui rất là cực anh chị ha. Đó anh chị có thể phòng khách anh chị để một thờ đây, rồi để bàn salon ở đây, đó mình xem tivi chiều thứ bảy chủ nhật gì đó, có dàn âm nhạc ca hát đây rất là vui ha, tại vì không gian đây rất là rộng, rất là thoáng nha anh chị. Rồi em xin mời chị ha, giờ em sẽ đi ra cái không gian phía sau, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh mà một không gian bếp anh chị ha. Anh chị thấy không, tường thì gia chủ đây ốp cao khoảng là 1m6, điện thì chủ đi là âm tường nha anh chị. Đây không gian cho em rất là rộng. Đường đi ra phía sau chị á, ra cái phòng á, thì cũng khoảng là 1m rưỡi, không gian đi cũng rất là thoải mái nè anh chị nha. Và ở đây á, mình đi ra quốc lộ A nè, cũng gần nè, đó đi về tiện ích chợ á, thì là 2,5 cây số nha. Đây bên tay phải mình có cửa sổ nè, đây là phòng ngủ. Phòng ngủ đây là cửa thì bằng nhôm lồng kiến anh chị. Mỗi phòng ngủ thì em thấy ở đây có thiết kế cửa sổ rất là rộng nha anh chị, khung sắt lồng kiến anh chị ha. Đây là không gian trong phòng thấy cũng vừa phải anh chị ha. Ở trên thì cũng thiết kế là đèn ngủ nè, rồi toàn bộ căn nhà đều là thạch cao hết anh chị. Rồi em xin mời chị ha, ra không gian phía sau nha. Mà căn nhà mình có thổ cư nè, chủ quyền nhà đầy đủ nữa, quá là tuyệt vời rồi. Đây là phòng ngủ thứ hai, thiết kế cũng giống như phòng ngủ thứ nhất anh chị, không gian cũng vừa phải nè, có cửa sổ rất là thông thoáng nè, trên trần nè, đèn bi đèn kiểu rất là đẹp. Rồi kế bên đây là khu vực bếp nấu ăn của chị, nội trợ chị, không gian nè khá là thông thoáng nha anh chị. Mình về mình thiết kế cái bàn tròn hay là bàn dài đây mình ăn cơm anh chị. Chỗ có đây thì chủ thiết kế mấy cái cửa mở nè dưới anh chị, để mình nội khu vực dưới cho nó gọn gàng ngăn nắp anh chị ha. Hai cửa sổ đây là chủ thiết kế, đây là cái bồn nước rửa chén rửa bát ở khu vực này. Giờ mình đi ra khu vực nhà tắm chị ha. Ở đây thì có một không gian giải trí nè chị, rất là rộng. Đây khu vực đây chị để võng đây, đó mình nằm. Đó, đây thì có một cái sàn nước lớn nữa, sàn nước này chị có thể rửa nồi khu vực này chị ha. Còn ở trên đó thì gia chủ thiết kế một cửa sổ rất là rộng nè, một khung sắt. Phía sau cái nhà mình là có một cái vườn cây ăn trái, rất là mát mẻ chị không, vườn dừa và chuối và bưởi chị ha. Còn khu vực này đó thì chủ để sẵn cho mình cái vòi nước rồi, cái ống nước anh chị, để mình gắn cái máy giặt ở khu vực này nha anh chị. Rồi cuối cùng đây là cái nhà vệ sinh, nhà tắm chung anh chị ha. Đấy, không gian cũng vừa phải thôi. Nhà tắm nhà vệ sinh thì chủ đây là ốp gạch lên tới thạch cao luôn, rất là sạch sẽ anh chị ha. Cũng có lavabo, đánh răng, rửa mặt đầy đủ hết anh chị ha. Rồi đến đây tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà nằm ở thành phố Mỹ Tho này thì liên hệ số điện thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc là cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha, là 1,480 tỷ nha. Căn nhà mình thổ cư 100%, chủ quyền nhà đầy đủ, đã có sổ hồng riêng rồi nha. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like ha, một chia sẻ ha, một nút đăng ký dung hình để tương tác với em, để em có động lực quay những video mới tìm đất, quà nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị hoặc cô chủ nha. Chân thành cảm ơn quý tư rất nhiều. Em cũng xin chúc anh chị hoặc cô chú được dồi dào sức khỏe, bình an, công việc làm ăn, phát tài, phát đạt nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.